Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau giữa tỉnh Thanh Hóa. Đối với một số bạn đã comment và inbox cho mình về cái quê hương và hình ảnh sản phẩm của quê hương của mình, thì các bạn cảm thấy yêu quê hương nhiều hơn. Hy vọng mà các bạn Thanh Hóa cũng có những comment đáng yêu như thế nhé. Cảm ơn mọi người.